chùa Kỳ Viên thuộc Thanh Xá Vệ, do các cô độc phát tâm hiên cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiên Diên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, Ngài Ba Câu La, Ba Đầu Lâu Đà, và Ngài Nan Đà, các Ngài Bồ Tát như A Dật Đà, Can Đà Đề. Văn Thù Sư Lợi Ba Thường Tinh Tân, cùng dự Pháp Hội Vua Trời Đề Thanh, và chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng 10 muôn ưng cõi nước chư Phật có một thế giới, tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiện nhang thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui, thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa, cho đến hàng cây đều nam bảy bao, vàng bạc trân châu, pha lê mã não, lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao thất bạc, nước tang công đức chảy hoài không dừng, cát dưới hồ ấy là vàng đá quý. Dọc theo bờ hồ có những lối đi, với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt. Hoa sen năm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nguy, rực rỡ lạ kỳ. Sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhịp. Này Xá Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt vẫn vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh hoa mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chung cõi này, thường nhặt hoa ấy
vận sức thần thông bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chưa về một quốc ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành từng bước thành thơi, này xa lợi phân ở cõi cực lạc. Có nhiều chim quý xa lợi anh phụ, bạch hạc cộng tước ca lăng tần già, và chim cộng mạng ngày đêm hót vàng. Phá băng vi diệu bày vô đề phân, tám con đường thanh giúp người nhiếp tâm, niệm Phật pháp tăng trở về tình thức. Đầy xa lời Phật ở cõi cực lạc, gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng. Du dương trầm bằng vi diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần, giúp cho người nghe pháp tăng. Này xa lợi Phật thế giới cực lạc, với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Này xa lợi Phật, ông hãy nghĩ xem, vì sao Đức Phật hiểu A-di-đà sở dĩ như vậy? Vì Đức Phật ấy lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách, không thể hạn lượng. Này xa lời Phật, thọ mạng của Phật và hàng thanh chúng ở cõi Tây phương dài lâu vô lượng. Không thể nghĩ bàn, không thể tính đến, hết nạn từ sanh thoát khỏi luân hồi. Do vậy Phật ấy hiểu A-di-đà. Này xa lời Phật, Đức A-di-đà từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ, giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác thanh văn Bồ Tát. Nhiều như số cát không thể kể xiết. Này xa lời Phật, người sanh cõi Phật cực lạc Tây phương, không còn vấn vương dục lạc thế gian, não phiền đã dứt. Nước bất thoái truyền trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai, nhưng vì như vậy số Phật. Do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, tất cả các vị hãy nên nhiếp tâm phát nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc, để có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận thanh văn và A La Hán tròn đầy chi đức. Đầy xa lời Phật, những kẻ thiêu phước chướng nặng nghiệp dày, lòng tin dễ lay
thì hãy chuyên cần cởi lòng khát thương nhớ nghĩ không quên. Thức tâm quán niệm nhất tâm bất loạn trong vòng một ngày cho đến bảy ngày trong giờ phút này tâm ý người ấy phải thật yên tĩnh như vào thiền định không còn tán loạn mộng tưởng đạo điên đạt đường nhất tâm vững trái thành thơi. Đến lúc qua đời Phật A Di Đà thánh chúng hà sa giang tay tìm dân khiến đường vắng xanh này xa lời Phật. Quy nhìn thấy được đời là hà sa do niệm Di Đà ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Này xa lợi Phật khi ta tán dương Phật A Di Đà thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam thán hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ chỉ hết lòng. Chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói này xa lời phân ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về cực lạc thì ngay lúc nguyện đã đường bất thoái và đã có mặt tại cực lạc rồi. Này xa lời Phật thì ta tán dương công đức của Phật cực lạc Tây Phương thì vô số phận cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng đức phân tình ca bậc đại giác ngộ bậc thầy trời người bậc khéo giao hoa cứu độ đời. Trong đời năm trường thế giới mong manh thấy biết sai lầm chúng sinh căng cường não phiền nghiệp trường tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật mang lại an lạc không cùng. Nghe Phật giảng xong ngài xa lời Phật cùng các Bồ Tát các A La Hán các hàng thanh văn tại gia xuất gia thiên A Tu La vô cùng hoan hỷ phát nguyện thọ trì truyền ba kinh này phát nguyện thọ trì truyền ba kinh này.